Bronze của Nami này thì chị cũng xài được, mà Dương cũng xài được, mà mẹ chị cũng xài được, ông bà cũng xài được, em cũng xài được, cũng sử dụng được nha. Nếu như trong nhà ai đó có bị bệnh hiểm nghèo đó, người ta gọi là hiểm nghèo rồi đó mọi người, làm vườn hoa này hết bao nhiêu vậy chị? Hình như nghe Dương nói là như 3.000 bông ấy, mọi người cũng chả biết nữa, không biết một cái bông ở ngoài, không biết một cái bông ở ngoài là bao nhiêu tiền nhỉ? Không biết một bông hướng dương là bao nhiêu thì chị không biết. Rồi công thêm setup nữa. Nhưng mà kiểu như vậy là đủ 3.000 bông không trời? Ý là mọi người có thấy đủ 3.000 bông không? Phải không? Khoảng được 3.000 bông không? Thấy không? Nó còn có cái xe bông ở đây nữa nè mọi người thấy không? Bé bé này nè thấy không? Chị Lucy có công ty á? Ừ, chị có công ty mà ha. Chị có công ty kinh doanh về thời trang. Công ty chị thì có 3 brand thời trang. Đó là mảng kinh doanh về thời trang à, đó là Elbis này, Elrever này và Onism. Thì bây giờ chị có thêm một mảng kinh doanh mới à, gần đây mọi người thấy là à, ngoài cái sự yêu thích ra trên nền tảng TikTok thì mọi người thấy chị cũng là một người làm về affiliate đó cả nhà. Có nghĩa là mình bán sản phẩm qua ăn cái commission ấy. Tại vì chị muốn làm cái này vì đó là để giúp cho Dương có thêm, có thể phát huy được cái gọi là cái gì ta, cái tiềm năng ấy. Tại vì Dương nói chuyện livestream rất là tốt, xong rồi Dương rất là sáng tạo để làm những cái content làm để có thể, hoặc là Dương rất là chịu khó tìm hiểu về sản phẩm và trải nghiệm sản phẩm để đưa đến cho những người khách, những khách hàng của mình hay những người follower của mình những cái deal tốt. Làm việc với các brand thì chị sẽ đứng giữa đó, làm ra một cái team để mà làm sao làm sao mà nó ra một cái plan để mà bán được những cái sản phẩm cho những nhãn hàng uy tín. Thì kiểu kiểu nó là như thế đó mọi người. Nami bao nhiêu ký ạ? Nami hả? Nami hình như hôm bữa căng là bao nhiêu rồi ta? Năm cái mấy, gần 6 ký hay sao mọi người? Sinh nhật của chị Diệp Lâm Anh năm ngoái chị mặc full trắng, cho em xin linh đồ được không ạ? À, trời ơi, xa quá vậy, tôi không nhớ luôn. Biết sao mặc quá nhiều đồ luôn bé, chị mặc quá nhiều đồ. Nó nghe nè, chị công ty chị có tuyển dụng không ạ? À? Có. Công ty chị đợt đầu năm có tuyển dụng rất là nhiều, thường chị sẽ tuyển dụng vào đầu năm. Giữa năm chị ít tuyển dụng, hôm bữa chị mới tuyển thêm một bạn content này với lại một bạn trợ lý. Đó, tôi vừa tuyển được rồi, chị có trợ lý mới rồi cả nhà. Đúng rồi, Amesima là có một áo thun màu tím chuẩn bị ra cuối tháng này nha mọi người ơi. Trời ơi, cái màu nó siêu đẹp luôn mọi người. Chị chia sẻ về mũi chỉ đi ạ. Em nghe nhiều người bảo là không nên làm mũi chỉ. Đúng rồi, có nghĩa là mũi chỉ nha mọi người. Cái mũi chỉ này, mọi người nhìn thấy cái mũi chỉ không? Cái mũi chỉ thì mọi người nói là có những cái sợi chỉ trên đây làm nó không hết đó, nó sẽ bị vón lại hoặc là nó tan, nó không đều. Thì chị có xác nhận là cũng sẽ tan không đều, nhưng mà nó không đều không có nghĩa là nó sẽ bị lộ ra ngoài. Thì cái mũi chỉ á, nó sẽ cái bất cứ cái phương pháp nào về làm mũi hay là can thiệp thẩm mỹ thì nó cũng sẽ có ưu điểm và khuyết điểm. Ví dụ như mũi chỉ bây giờ của chị nè thì chị có thể làm được như vậy nè mọi người, thấy không? Nhưng mà mũi sụn á thì em xài lâu ngày nó sẽ bị đẩy cái sụn ra, nó có thể là lồi sụn, nó có thể làm mỏng cái đầu mũi của mình. Nhưng mũi chỉ mình thì nó có nhiều người có chia sẻ kinh nghiệm làm mũi chỉ là nó sẽ dễ để lại gì, những cái chỉ tan không đều hay là tan không hết. Nhưng mà riêng bản thân chị thấy nó không tan hết, nhưng mà nó vẫn rất là ok, chị nó không có lồi một cái gì hết nè mọi người, không có bị một cái gì hết. Thì chắc có thể chị là một cái ca thành công thôi, còn lại thì cái phương pháp nào nó cũng có khuyết điểm hết. Sao chị học thiết kế đồ họa mà chị kinh doanh về thời trang được vậy ạ? À, bé Mimi Nini, em ơi, có những người học marketing vẫn kinh doanh về thời trang mà, nó đâu liên quan gì đâu. Mình yêu thích ngành nghề, mình yêu thích và mình có cái tiềm năng về cái ngành nghề đó thì mình kinh doanh được thôi. Đâu có nhất thiết là mình phải học thời trang mình mới ra kinh doanh thời trang được. Có những bạn thiết kế thời trang nhưng mà bạn đâu ra kinh doanh thời trang được đâu. Tại vì cái tiềm năng của bạn nó lại không nằm ở trong cái lĩnh vực là kinh doanh. Tại vì đây là mình kinh doanh, là cái công việc đó là một cái gọi là gì ta,
thời trang nó là một sản phẩm để mình đem đi ra kinh doanh, còn kinh doanh là một hoạt động, đúng không? Nó là một cái hoạt động mình tìm cách là nào đó để mình đưa cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì nó là kinh doanh, nghĩa là chị là người kinh doanh chứ chị không hẳn là chị có thể kinh doanh bất cứ thứ gì, em hiểu không? Không riêng gì là thời trang đó, đại loại nó sẽ là như vậy, nên là học cái gì cũng được. Mình thích thì mình làm thôi. Nếu như mà mình học trái ngành thì mình có thể tìm hiểu thêm về cái ngành đó thôi. Cũng có những người giống như là tới cuối đời họ mới thật sự biết họ thích gì, họ mới đi đúng cuộc con đường đó. Hôm nào chị quay Nami đi tìm đi ạ. Tội hồi quay lại tội nghiệp nó lắm, nó khóc hù hù hù. Đúng rồi, chị học thiết kế đồ họa. Nhưng mà em ơi, lúc chị học thiết kế đồ họa ban đầu chị đâu phải là kinh doanh thời trang đâu. Chị là làm nhiếp ảnh mà. Sau đó là chị mở khoảng tầm như là 2 hay 3 tiệm áo cưới gì ta. Cái tiệm cuối cùng là nó nằm ở đường Tú Xương. Nó 2-3 chi nhánh gì đó. Cái đầu tiên Điện Biên Phủ, sau đó là chợ Minh Quyền, sau đó là Tú Xương, là 3 cái nha, 3 chi nhánh. Tiệm cưới của chị á, cái thời shop thời trang cưới của chị á, nó không phải shop thời trang nữa, nó gọi là gì ta, lúc đó mình làm cũng hot lắm á cả nhà, chị làm hot lắm. Gói lưu trữ tế bào gốc là sẽ được 99 năm nha mọi người ơi. Nhưng mà bên đó người ta sẽ khuyên dùng là sẽ tốt nhất là trong 20 đến 30 năm đầu là cái chất lượng tế bào đó sẽ là tốt nhất. Còn sau đó nó sẽ giảm dần, nhưng mà người ta sẽ lưu trữ cho mình tới 99 năm nha. Và không tốn một phí nào trong vòng 99 năm đó. Ngoài cái phí nếu như mình có bệnh thì mình phải sử dụng cái tế bào đó, thì mình sẽ tốn tiền điều trị thôi. Người ta sẽ ship tế bào đó đến ngay cái bệnh viện mình xài, tại vì nó nằm trong cái gói đó mình mua luôn. Bé, mấy bé ơi, bây giờ chị đi ngủ một cái được không? Nói đùa thôi chứ bây giờ chị lên chơi với chồng chuyện cái nhà chị chia sẻ mọi người vậy rồi. Nếu mọi người muốn coi vườn hoa kỹ hơn thì có thể vô coi trên TikTok của anh nha. Ê mọi người, hình như là chị đẻ xong cái chị bị viêm nang long hay sao á. Thì chị thấy nó hơi trợn gợn gợn nè. Chắc chị phải đi tẩy tế bào thường xuyên hơn quá. Tẩy cái gì đó. Chị làm áo dạng hoodie Onism ok nhá, chị làm nhá. Chị thường tuyển dụng ở trang nào? Ở bên bay của Elbis đó mọi người. Hôm khác chị kể về hành trình khởi nghiệp cho chị, cho bé nha Nini ơi. Hôm khác chị kể nha. Hôm nay chị xong rồi, chị ngồi đây trễ rồi đó. Chị lên đây, lên với Nami đây khoe với mọi người xong đó. Trời, chồng biết ngồi đây mà nãy giờ bị mũi cắn hên trời. Cho em Linh quần dù, chị mặc của Zara đó bé yêu. Còn của brand, local brand nào ở đây Việt Nam mình được không thì chị chưa biết nữa, để chị tìm hiểu nha. Múc băng với anh Dương đi chị. Nữa rồi bé Ni ơi là bé Ni. Thôi bye bye các bé yêu của chị nha. Múc băng gà y chị. Ghét mấy đứa này chi, trời ơi. Thôi hẹn khi khác nha, bye bye mọi người. Để làm một cái clip khoe quà 20 tháng 10 cho mọi người nha. Chị sẽ phối đồ với cái sợi dây chuyền đó cho mọi người nha. Trời ơi, sao mà tôi thích dữ vậy trời. Nó là một cái thương hiệu, tại vì biết sao nó đặc biệt nữa ở chỗ là tại vì chị chưa mua một cái sản phẩm nào, chưa mua một cái gì của cái brand đó hết, mà bây giờ Dương tặng ngay đúng cái đó là lần đầu tiên. Mọi người không biết là giờ tặng một cái túi Chanel, một cái DI này kia là chị đã có hết rồi. Thần số học của chị là số mấy mọi người đoán thử. Đoán thử. Sao mê chị quá. Cảm ơn bé yêu. Trời ơi sao mê chị quá. Cảm ơn Kim Chu nha. Số 8 sai. Số 4 sai. Số 7 gần đúng nha, tại vì chị có 2 ngày sinh. Chị có 2 ngày sinh, một ngày sinh là số 7 rồi đó. Rồi số 6 đúng nè. Chị vừa là số 6 vừa là số 7 luôn nha mọi người. Nên là mọi người thấy đó, chị là người của gia đình. Ok, chúc bé bé ngủ ngon nha. Bye bye.